Vậy chúng ta cùng làm nhé. Ừ. Đầu tiên cháu thấy những quả mận không bị sứt sẹo như thế này chứ? Dùng dao cắt thành miếng như thế này. Để cháu thử làm như vậy xem sao ạ. Vậy là chúng ta đã cắt toàn bộ mận thành miếng vào bát như thế này. Giải một lượng đường lên phủ kín mận. Chúng ta sẽ phải bỏ nhiều đường như này và sau đó trộn đều lên. Đảo thật đều tay. Như thế này mận sẽ ra một chút nước. Vậy ạ? Ép mận bằng đường như thế này sẽ giúp bảo vệ mận không bị hỏng và giữ ẩm cho mận. Mận sau khi ngâm trông như thế nào ạ? Mận sau khi ngâm sẽ có màu như thế này. Bây giờ cháu rất muốn nếm thử vị của nó được không ạ? Cháu ăn thử hai miếng nhé. Lúc đầu nó hơi chua nhưng về sau lại rất ngọt ạ. Cháu muốn xúc một muỗng cơm to và ăn cùng với nó quá. Thật là kỳ diệu, vị ngọt của đường kết hợp cùng với vị chua chua của mận như thế này lại có thể tạo ra một món mận ngâm đường tuyệt vời như thế này. Bây giờ bác cũng đã chuẩn bị món thứ hai rồi đúng không ạ? Tiếp theo sẽ là món gì vậy ạ? Món bánh mận. Vậy món này làm như thế nào ạ? Chúng ta sẽ nạo quả mận xanh như này. Cháu nhìn kỹ chưa? Hãy thử làm xem nào. Nạo mận xanh thật cẩn thận, sau đó cho bột mì vào nhào đều tay. Sau khi nhào bột xong, chia bột thành miếng vừa ăn và thả vào nồi nước sôi với nước cá cơm. Cho thêm một chút muối nữa là món ăn đã hoàn thành rồi. Vậy thì cháu xin phép ăn thử trước được không ạ? Cháu sẽ ăn thử một miếng bánh thật to. Màu sắc thật là... Nhìn màu sắc trông rất ngon mắt ạ. Phải đó. Khi mà cháu nhai cảm thấy chua chua ngọt ngọt. Không biết có phải do nước canh cũng ngon không? Mỗi lần nhai bánh cháu lại cảm thấy hương vị rất thơm ngon đó ạ. Vị chua chua ngọt ngọt giống như lúc cháu ăn quả mận xanh ý ạ. Rất vừa miệng và thích hợp để nạp năng lượng cho mùa hè. Vị bánh có vị chua chua nên có thể hồi phục năng lượng rất nhanh đúng không ạ? Ngon quá ạ. Vậy bây giờ chúng ta thử làm món cơm trộn nhé ạ. Hãy cùng làm nào. Đã đến lúc làm món cơm trộn mận ngay tại nông trại này. Bỏ một chút mận ngâm đường chúng ta đã làm vào. Bỏ những thực phẩm giàu vitamin C và giúp phòng bệnh vào. Cho thêm các loại rau mà bác gái đã làm vào. Cuối cùng là bỏ thêm dầu mè và bác gái đã trực tiếp làm. Vậy là đã xong rồi. Lấy thêm một miếng mận ngâm đặt lên muỗng. Tôi sẽ ăn thử nhé. Ngon chứ? Quá ngon luôn đấy ạ. Đây là lần đầu tiên cháu ăn món cơm trộn như thế này đấy ạ. Nếu nhai như này, toàn bộ hương vị của các món ở đây hòa quyện vào hài hòa với nhau. Hãy đến với Hà Đông để thưởng thức món mận chua ngọt này thôi nào.